Thì tôi được học cái lớp cứu thương ở bên Tân Thế, trong Tân Thế. Học một tháng, tôi chờ thuốc là Cytotoxin, Penicillin, Chlorogic là tôi biết hết, rồi băng, là mấy chú bài băng, mà nhỏ quá. Nhỏ quá hay mày gì, mấy ổng, anh Ba Xuân là anh làm thông đội trưởng, anh nói là ở bên tôi đây, anh không cho tôi đi theo. Anh nói là tôi là nhỏ quá, đi quấy rầy, không cho. Thì tôi mới bắt đầu, tôi mới nghĩ cách là chỉ có thoát ly thôi. Ở nhỏ khinh mình nhỏ, mình không biết gì thì mình đi thoát ly. À, thì tôi với chị tôi rủ đi, mẹ tôi không cho. Thì hồi nữa là ông Tuân, chú Tuân, chú Trần Tuân là chủ tịch mặt trận, bí thư trưởng đội công tác xã, chú cũng không cho. Dù sao thấy tôi quyết tâm quá, thì chú Tuân mới đồng ý cho tôi đi. Và gọi mẹ ra bảo là đồng ý cho hai chị em ra đi. Ôi tôi mừng, tôi mừng rất là, tôi theo lên đó. Theo lên là chú bảo ông Ba Tùng á, ông Ba Tùng trong cái hồn nhiên cách mạng, trong cái chuyện hồn nhiên cách mạng đó, chú bác Ba Tùng là bà con của tôi. Đây mà là bác anh Định bí thư thôn này là dẫn tôi lên chiến khu. Thì hồi đầu là tôi nói là làm chuyện gì cũng được hết, miễn là theo được cách mạng. Bác tôi ví dụ vô, bác tôi vô lính, vô bộ đội cũng được, hay là bác tôi đi cản đi gùi, làm chi tôi cũng đi hết. Nghĩa là đi theo cách mạng cho được. Thì lên ở Khánh Tăng, ở Kỳ Lam đây. Ở Kỳ Lam đây tôi ở nhà bà Hòa. Tôi lên quán mì bà Thực, tôi vô tôi ăn quán mì bà Thực, rồi là gửi tôi vô cái nhà của bà Hòa. Và nhà ông Ba Nghịnh ở trên Khánh Tăng, Kỳ Lam. Cả tháng không ai cho lấy tôi hết. Họ thấy tôi nhỏ quá. Hai chị em tôi là tôi khóc biết. Bỏ tôi về, tôi khóc. Thế sao là có cái chú Năm Cần, tức là chú Kiệm, chú Năm Cần, chú làm chính trị viên của tiểu đoàn 70. Tiểu đoàn 70 là tiểu đoàn đầu tiên của tỉnh mình đó. Chú tập cách về bỏ mất giờ, bỏ với mẹ. Chú đánh quán rường, chú đánh tận quán rường, cái chú lên, chú ghé vô, chú nghe nó. À, con Phẩm với thằng Thâm, tức là chị Hoa bây giờ đó, với thằng Thâm, hắn lên đi rồi, hắn theo cách mọn mà nhỏ quá mà lấy. Thế chú Năm Cần đấy, chú Năm Cần mình ở quê mình đấy, chú đi bộ đội nó muốn làm, chú vô nom lại chú lấy, chú nó thâu con Phẩm ở lại đó, còn thằng Thâm đi với tao, hắn là đàn ông, hắn dù hắn nhỏ nhưng mà hắn vẫn là đàn ông, rồi hắn đi rồi hắn lớn, hắn vừa đi vừa lớn, cho nên là lấy đó. Còn con Phẩm là ở lại để tìm cái việc y tế rồi gì đó. Còn thằng Thông là đi bộ đội với ta. Thế tôi vô cái tiểu đoàn ấy. Tôi vô tiểu đoàn 70. Nhưng mà ổng mới bánh quán rường, ổng tháng trận, ổng về, ổng làm bò làm heo rồi ở trong núi, ổng liên quan. Ở 3 ngày, ông cần là đi mất. Ông cần ông đi, ông bảo tôi lại. Là vì sao? Ông bàn trong tiểu đồng bộ á, là mấy ông nó bảo là thằng này nhỏ quá, không đi được. Hình như hồi nữa ông Châu Sa là tiểu đồng trưởng, ông bảo là thằng này quá nhỏ, đi theo là chỉ có làm có hại, cho nên là ông không cho tôi đi. Trong lúc đó ông bỏ tôi đi nửa đêm, và ông vô núi Thành, ông đánh đặng núi Thành. Đó, 26 tháng 5 là ông quánh núi Thành. Mà tôi cũng không biết nó quánh núi Thành nữa đâu vậy. Nhưng mà ông bỏ tôi đi là sau này tôi tìm hiểu là ông đi đó là ông đi vô Kỳ Thành để ông đánh núi Thành, chứ quy đánh núi Thành. Cho nên ông để tôi ở lại. Thì tôi ở lại, ông viết cái thư. Tôi còn nhớ, bây giờ tôi còn nhớ cái thư rất là rõ ràng. Ông viết chữ đẹp rồi. Ông nói là cháu như một tờ giấy trắng. Ông gửi tôi là ban tuyên huấn Tâm Kỳ cho ông Bình Phương, là trưởng ban tuyên huấn huyện ủy Tâm Kỳ hồi đó. Ông nói là với là ông gửi cho cái tổ Inlito là nó như một tờ giấy trắng, cho nên chúng ta chỉ vẽ trên đó cái gì là hắn ra cái đấy, tức là hãy hướng hắn để hắn theo cho, theo anh, theo chú, và để tôi ở lại đó. Ở lại đó là tôi biết Lito, tôi hồi đó tôi đã học lên địa thất rồi, cho nên tôi cũng có cái trình độ. Thế bắt đầu viết Lito, và từ đó tôi theo cách mạng. Tôi viết Lito, và sau đó tôi lên chiến khu là tôi làm sách giáo dục,
tôi. Sau đó là ở trên khu họ xuống họ thấy tôi nhỏ mà họ cũng chê lắm, nhưng mà họ thấy tôi quá nhiệt tình. Cái ông Nguyễn Đình Thư, ông người Tâm Doan, ông dẫn tôi lên trên chiến khu luôn, tôi theo ở chiến khu luôn. Và thực tế ra là tôi hồi đó là tôi không tính toán cái gì hết, làm chi cũng được hết, nghĩa là đi theo cách mạng là được. Và tôi không phải là làm phiền cho cách mạng. Tôi bèn tấm làng của tôi, bèn cái không biết cái giấc ngộ hay là cái gì không biết. Nhưng mà tôi đi là 2 năm mà tôi không chịu về phép. Là tôi đi mà khi tôi chưa vào đoàn là tôi không về phép. Tôi không dám gặp mẹ tôi. Vì tôi đi 14 tuổi lên cơ quan á là không có đoàn thể. Là thanh niên á là 16 tuổi trở lên mới vào đoàn. Còn tôi 14 tuổi là họ họp đoàn là tôi đi quanh ngồi. 2 năm sau tôi mới vào đoàn được. Vào đoàn được thì tôi mới được thành đoàn viên. Và vài năm nữa là tôi vào đảng. Tức là tôi nói là mình không giác ngộ là không phải, là vì mình cũng có trình độ. Hồi nhỏ tôi là viết văn, tôi học khó rồi. Cái thứ hai là gia đình tôi, quê hương tôi là cách mạng, cho nên tôi có giác ngộ, chứ không phải là tôi thấy vui lắm đi đâu. Không phải tôi thấy vui tôi đi đâu. Có ông Lâm Ròm, ông Bắc Lan mà bây giờ ông còn sống, ổng là làm tuyên huấn Tam Kỳ. Khi mà ổng vô, ổng tôi ở Khánh Tăng là ổng lo tôi. Ông nói mày á là tưởng trên núi á, trên Trường Sơn á có xe ô tô chạy, có nhà lầu trên đó, cho nên mày đi chứ mày biết chi mày đi, mày biết chi mày con nít đi làm gì. Tôi khóc, tức tôi khóc đấy. Tức là tôi biết, chị em tôi biết, và thằng em tôi đi hồi 14 tuổi 15 tuổi hy sinh là nó biết, và cái làng tỉnh thị nó biết. Cái lần tình thủy này những đứa bé như tôi nó cũng đi xa tôi một vài năm thôi, nó biết hết, nó có lý tưởng đấy. Chứ bây giờ hòa bình rồi thì cứ nói là hồi nó biết chi, có nhiều người nó biết chi, không biết, biết bằng hành động mà. Biết bằng hành động là sao? Dành nhau đi trước, đi trước là chết. Thế mà 16, 17 tuổi chúng tôi đi trên một con đường qua chỗ nguy hiểm là chúng tôi dành nhau để đi trước mà. Đi trước là chết. Tại sao chúng tôi không quý cái mạng sống của mình à? Chúng tôi cũng học, gần đến trung học rồi. Con nhà cũng phải là hiểu biết lắm chứ. Tại sao chúng tôi không sợ chết và chúng tôi dành nhau để chết? Thì bảo là không biết là sao được. Thương nhau lắm, đồng đội. Vâng, cảm ơn bác Thông. Qua câu chuyện của bác Thông và cũng như là rất là một cái dọc từ trong thành phố Hồ Chí Minh xuống Cần Thơ rồi qua Nha Trang và về đây, thì em thấy rằng là đi đâu cũng có những cái vùng, những cái xã mà ta gọi là vùng giải phóng đấy. Tức là ở đấy thì có thể là vùng gọi là căn cứ hay là chiến khu, nhưng cũng có thể là những cái vùng mà gọi là suối đỗ hay là da beo, tức là ngày thì địch, đêm thì ta. Điều đó chứng tỏ một điều là đồng bào miền Nam khao khát tự do, khao khát thống nhất đất nước, và họ đã tự đứng lên, giác ngộ từ những đứa bé như bác Thông ở tuổi 14, nhưng mà trước đấy thì đã tham gia những hoạt động của cách mạng từ 12 tuổi. Và 14 thì quyết định lên chiến khu, và cũng phải mất một thời gian dài, giống như là một sự thử thách, giống như là một sự thử thách về tư tưởng, là các lực lượng chưa có ai nhận cả. Và chú bé Thông thì cứ ăn trực nằm chờ ở một cái điểm trung chuyển như vậy. Và điều đó thì cũng cho em thấy là như vậy, những người bộ đội của vào để giúp đồng bào miền Nam, chứ không thể nói là miền Bắc xâm lược miền Nam được. Đó là cái suy nghĩ của em trong một cái chuyến đi mặc dù chưa kết thúc này. Còn ý kiến của bác, người trong cuộc thì như thế nào, thưa bác? Thưa với chị, là tôi, như tôi đã nói hồi nãy, tức là khởi nghĩa năm 45 thì cái gọi là hồi đó là gọi là Phủ Tâm Kỳ, thì dân làng tôi, dân Tâm Kỳ, dân Quảng Nam theo lời kêu gọi của Bác Hồ đứng lên khởi nghĩa
và giành độc lập dân tộc từ năm 45. Ví dụ cha tôi nghe nói lại là mấy ông bác Lâm rồi đây là lên vũ trang, tức là gãy gọc á, lên Tâm Kỳ để giành chính quyền. Và Trần Kim Lý là phủ trưởng, là trên tri phủ Tâm Kỳ, bàn giao quân triện cho ông Khưu Thúc Cự năm 45, buổi chiều ngày 18 tháng 8 năm 45 tại phủ đường Tâm Kỳ. Và cả Quảng Nam này, cả cái khu Nam này đều là vùng tự do, tức là vùng của cách mạng, của Việt Minh. Và hồi đó quân đội của khu Nam, như ông chú ruột tôi là ông chú tá, là ông ở trung đoàn 108, sao ông ở trung đoàn 503. Cả khu Nam là quân đội của cách mạng, quân đội dưới của đi theo Đảng, theo Bác Hồ. Cả khu Nam này và cả cái miền Nam này và cả cái quê hương Tâm Kỳ này, chúng tôi coi như lòng này là lòng cộng sản ấy, lòng của Bác Hồ. Thế sao Hiệp định Geneva thì mấy ông này ông đi tập kết cho miền Bắc, còn ở lại phân công cán bộ ở lại. Ví dụ như ở lại ở Tâm Kỳ này là ông Mười Chấp, ông Ngô Độ, ông Hồ Triền, ông Võ Ngọc Hải, ông con bữa nay là tôi sẽ gặp ông con, dẫn chị đi gặp ông con, ông Dũng Đạt là ở Tâm Thanh mình, tất cả là ở lại để hoạt động. Và sau đó Mỹ Ngụy nó đàn áp, nó bắt hết, tù hết và nó giết hết. Năm 1959 đến năm 1959 thì đảng bộ Tâm Kỳ này còn lại 14 người, trong đó có ông Dũng Đạt, tức là ông Lê Đức Dũng là người Tâm Thanh mình thoát ly lên là cạm luôn 14 người, chứ còn là 13 người. Nhưng mà từ năm 1959 khi có nghị quyết 15, khi có mặt trận thì bắt đầu cái vùng đất này nổi dậy, nó nổi dậy. Và bọn Ngụy á, nó là Ngụy, nó không có sức mạnh, nó quân đội nó này, Mỹ viện trợ này, đủ thứ hết, xe tăng máy bay. Nhưng mà từ năm 1960 bắt đầu có việc ở ông, có bắt đầu là những đội công tác mình xuống là những cái thằng ở ông nhất á, là mình bắt đầu mình giết nó để cảnh cáo, và giết một vài thằng nó rung động hết. Nó không có tinh thần, nó là Ngụy mà nó ăn cơm, nó lương ăn lương của Mỹ, và nó chiến đấu không có lý tưởng, cho nên là lý tưởng của nó là làm thuê cho Mỹ thôi. Cho nên là từ năm 1960 đến năm 64 thì các bà con chúng ta thấy chỉ có 4 năm sau, từ khi mình có mười mấy người mà 4 năm sau mình giải phóng mà trơn luôn cái tỉnh Quảng Nam đều, từ trên Trà My, trên Trường Sơn xuống tới biển vùng Đông Quảng Nam mình chiếm hết trơn luôn. Nó chỉ còn lại là mấy cái ốc đỏ thôi, tức là thị xã Tâm Kỳ và một số cái đồn bốc ốc đỏ thôi, còn vùng giải phóng mình ấy đó. Ở cái làng Tân Tỷ mình, từ cái làng mình mà ra miết cửa đợi cả cái vùng Lâm Tâm Kỳ này là vùng giải phóng, Thăng Bình, Duy Xuyên vùng giải phóng ấy, tây núi vùng giải phóng. Chứng tỏ nhân dân miền Nam, nhân dân miền Nam đứng lên và có một sức mạnh thôi, sức mạnh về lý tưởng, sức mạnh giải phóng dân tộc. Và lúc đó bộ đội miền Bắc ít, từ năm 60 đến năm 64 đố mà dễ gì thái cái ông bộ đội miền Bắc, thái mấy ông tập kết miền Bắc gì thì khó. Ông miền Nam đây nè, như ông Nam Cần đây nè, là ông đi tập kết miền Bắc, như chú sinh tôi, chú ruột tôi đó, tập kết miền Bắc. Rồi bắt đầu vô Nam năm 60, năm 61 xa đi rất là bí mật vô Nam để chiến đấu. Cho nên á, nhân dân miền Nam đứng lên, và cái đảng này, cái sự nghiệp cách mạng này là của chung, của cũng con cháu Bác Hồ ấy, cũng là theo lý tưởng của đảng cộng sản ấy, từ miền Nam đến miền Bắc, chứ không phải là phân biệt là miền Bắc miền Nam. Miền Bắc miền Nam thế nào? Tôi là đảng viên, tôi vào đảng năm 70, tôi đi Bắc, thì tôi đi ra miền Bắc để năm 71 tôi ra miền Bắc á.
là chi bộ á với là khu quỹ ở đây đưa cho tôi một cái giấy giới thiệu nhỏ này này nè, tôi cầm đi. Tôi ra tới Hà Đông, Hà Nội, tôi nộp vô cái chi bộ đó, cái chỗ ăn dưỡng đó, là tôi sinh hoạt đoàn rồi đó. Tôi là đoàn viên, đoàn nhân dân cách mọi miền Nam, Việt Nam. Nhưng mà thực chất là đoàn cộng sản. Thì cầm cái giấy giới thiệu như cũng như bây giờ đó. Thì anh đi từ huyện này đến huyện khó, họ giấy giới thiệu, các bạn giấy giới thiệu. Thì hầu như là giới thiệu lên máy thôi, không có cái khóa số đó đó. Rồi tôi cầm và tôi đưa. Đó. Vợ tôi là bộ đội tình báo, nó đi từ miền Bắc ra miền Nam. Hầu nữa là tôi chưa yêu đâu, mới yêu xa năm 73 tôi mới yêu vợ tôi. Thì vợ tôi là quân giải phóng, quân giải phóng miền Nam. Ra bác là quân đội, là nhân dân, thế thôi, là màu quân đội. Chứ còn nó miền Bắc xâm lược miền Nam là một cái khái niệm gì lạ, một cái niệm không thể nó chỉ có bọn phản động tầm bậy tầm bạ, hắn muốn bao nhỏ mình thôi. Chứ hủa nhân dân đây là mình hủa nhân dân, cái lòng tình tỷ nó hủa cao đó, họ sẽ nói cho nghe cái sự nghiệp là của họ đấy, họ hy sinh cả chục người, họ sinh nhờ cả chục người là sự nghiệp của họ đó, sự nghiệp của người miền Nam đấy. Rất là chị, các bạn đã nghe rồi đấy, một người con của miền Nam đã nói những câu như vậy. Có lẽ đây là cái lý luận mà cùng với thực tế sắc bén nhất để trả lời cho cái luận điệu là miền Bắc xâm lược miền Nam hay là một cuộc nội chiến hai miền. Vâng. Bây giờ thế này, dạ. Chị của tôi là vì tôi là đảng viên, dạ. Tôi là nhờ con người cách mạng làm từ nhỏ và tôi có học, tôi đi tay rồi tôi học. Thì chị bảo là tôi có thể là do cái tư tưởng của tôi nói ra, như chị không có cái lần này, chị phải dằn lần này mấy bà già và nói cho nghe. Dạ, vâng. Như vậy là chúng ta sẽ chuyển câu hỏi này, câu hỏi có phải miền Bắc xâm lược miền Nam hay không, đến với những người dân, những người nông dân, hay đúng hơn là những người dân trài của làng Tỉnh Thủy. Vâng. Vì theo như lập luận của bác Phạm Thông, thì vì bác ấy là đảng viên và được nuôi dưỡng ăn học, được đi nước ngoài phe xã hội chủ nghĩa, được đào tạo bằng một cái tư tưởng cộng sản, và trong một cái gia đình cũng có truyền thống cộng sản, cho nên có thể là cái câu trả lời của bác Thông, thì bác Thông cho rằng những người mà chủ trì cho cái lập luận kia thì họ sẽ gọi là không phục. Vâng, họ không phục. Và như vậy thì chúng ta sẽ cùng đi tìm nhân chứng, đúng không ạ, thưa bác? Và câu chuyện của chúng tôi thì tạm dừng ở đây. Và đây là câu chuyện đầu tiên đối với vùng đất Tam Kỳ này. Rất là mong các bạn hãy tiếp tục theo dõi đồng hành của anh em chúng tôi đến với làng Tỉnh Thủy, đến với Tam Kỳ và những người anh hùng có danh hiệu và những người anh hùng chưa có danh hiệu trong nhân dân. Xin cho tôi đọc bài thơ. Dạ dạ. Tôi đọc bài thơ là vì thế này. Cái bài thơ này là bà cô ruột tôi, gia đình tôi là có một bà, ông nội tôi đẻ con trai hết, chỉ có một bà cô ruột năm nay là bà là 88 tuổi, 87 tuổi, và bà đi làm ăn hồi Ngụy đó, là đưa bà đi vô trong Long Khánh đó, trong Đồng Nai, bà về lại. Thì khi bà về hồi đó là khổ lắm, năm 82, 83 là quê mình còn rất là khổ, quê mình năm 82, 83 sau hồi đó vẫn còn một cấp mà khổ lắm. Thì tôi chở bà thì cô tôi đi về quê, tôi đi xe đạp chở, mặc dù tôi làm giám đốc rồi đó, vô đi xe đạp đó. Thế tôi tấm bãi thế tôi về, cái là tôi lên, tôi thấy quê mình khổ quá, bởi vì thật là bao vây cắm vặn đồ đánh cơm bôi chia rồi đủ tới ấy. Đất nước mình khổ mà từ ở ngoài Hà Nội vô trong Sài Gòn rồi quê mình cũng vẫn còn khổ, hồi đó khổ lắm. Thì tôi mới làm bài thơ theo cái hồi vọng của tôi là về vùng đông. Đất vùng đông quê tôi nghèo lắm, củ khoai cam quấn mình trong cát, ngón chân mẹ già ngoệt ngoạc giữa đường trưa, anh nông dân gò lưng tát nước,
ngửa mặt nhìn nắng giặc đồng quê. Cây lúa nông đã đu số phận, cơn mưa giông cứ vớt bắp cơm mùa. Mắt lũ trẻ trong veo mơ ước, cơn gió lùa hạ các cụm bờ mi. Tôi giật mình nghe các nói điều chi. Cái hy vọng ở các trẻ em, hy vọng một vùng quê đổi mới. Và tôi thấy rằng 10 năm gần đây trở lại đây, đất vùng đông đổi mới kinh khủng luôn. Tôi mừng ghê gớm các bọn trẻ chứ, làm lãnh đạo huyện, lãnh đạo thành phố. Bây giờ ở Tâm Thang mình có một khu công nghiệp, rồi ở Tâm Kỳ có đầy, có nhiều khu công nghiệp, và mình bắt đầu phát triển du lịch ở Tâm Thanh mình. Cứ có hòa bình thì những người cộng sản này sẽ bàn cái lý tưởng của họ, họ sẽ phát triển đất nước thôi. Dạ. Rất là cảm ơn bác ạ.